Rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn về một cái nguyên nhân mà nó gây xước cái rum ha. Thì các bạn thấy là thông thường cái rum của mình nó có một cái lớp phủ mịn màu xanh. Tuy nhiên là ở đây là nó lại cái rum của mình nó có một cái đường lằn xước, hai cái đường lằn xước mà khi mà phô ra thì nó có hai cái đường lằn ở giữa nè. Thì phô hoặc là in, thì thông thường á, nếu mà các bạn và các anh chị gặp cái trường hợp này như thế này thì các anh chị, nếu mà các anh chị phô á, các anh chị thấy vậy thì để biết chắc nó bị rum hay là nó bị cái vấn đề trên bàn chụp thì các anh chị nên in test một bản. Nếu mà thật sự là nó là bị rum thì khi các anh chị in ra thì nó bị luôn, hay nó bị cái vượt vạch đó thì gọi là cái hiện tượng đó là hiện tượng nó bị xước cái rum. Và thông thường đối với cái rum này thì chạy ít có khi nào mà nó bị xước ở giữa lắm, nói chung rất là hiếm gặp ha. Một là nó bị mòn hai cái đầu này, một là hồng mòn hai cái đầu ha. Hai là đối với hai cái cầu rum mà xài lâu nó bị mòn thì nó sẽ trà vào đây nè, nó trà vào trong cái rum này. Và khi phô ra nó sẽ có hai cái đường nó vệt màu xám ha, vệt màu xám ở trên cái bản photo, hoặc là in ra nó cũng vậy. Thì đó là do cái cò nó bị mòn. Nếu với cái tình trạng đó thì các anh chị đặt mua cò về các chị thay vào là hết ha. Còn đối với cái rum này thì cái nguyên nhân của nó, mình khi mình tháo máy ra thì mình thấy nguyên nhân nó như vậy. Thứ nhất là khi các anh chị ở trong cái cụm rum thì nó có cái dao, cái gạt rum là mục đích nó gạt sạch những cái chất cái mật nó còn bám lại ha, ở trên cái rum. Nhưng mà khi mà để gạt cái rum đó thì nó có một cái chổi này, đây gọi là cái chổi lông ha, đây là cái chổi lông, thì nó sẽ quét. Khi mà cái rum nó chạy như thế này thì cái chỗ nó sẽ quay, nó quét trên cái bề mặt rum á, nó quét cho nó rớt cái phần mực còn dính lại, phần mực hình ảnh còn dính lại trên rum. Thì sau khi quét xong á ha, quét xong thì cái gạt nó có tác dụng là nó gạt cho cái phần mực đó nó rớt xuống đây, rồi nó quét rồi nó gạt này ha, thì nó sẽ sạch cái rum của chúng ta. Tuy nhiên khi một thời gian á, chúng ta lại không để ý là trong cái chổi lông này nè, thì khi một thời gian thì những cái mực á, nó sẽ đóng cứng lại và cái chổi nó không còn tơ nữa, nên do đó là cái chỗ, những cái chỗ đó là nó không có quét được sạch cái rum, mà những cái chỗ đó nó gây ra cái hiện tượng cứng và nó bắt đầu nó chà xát vào rum và bắt đầu gây hiện tượng bị xước rum. Đó là nên là các bạn thấy là cái rum của mình, thật ra cái rum nó nhìn rất là tốt nha, cái rum nhìn rất là tốt, nó không có bị hư cái gì hai đầu hết, nhưng chỉ có một cái là nó bị xước hai cái đường ở chỗ rum, hai đường giữa thôi, trước hai đường giữa. Thì cái rum này nếu các anh chị mình sẽ tận dụng lại, mình vẫn còn xài tận dụng lại để phô sổ hộ khẩu và chứng minh thì mình sẽ sử dụng cái rum này. Còn đối với khi mà in cho khách hàng hoặc là phô tại những tài liệu thi đồ thì bắt buộc sẽ thay cái rum này ha. Đó là một trong những cái nguyên nhân mà nói chung là lâu, không, hồi xưa giờ xài máy cũng lâu rồi mà không có gặp cái trường hợp này, mà không biết tại sao là hiện tượng này nó lại có, bây giờ nó lại xuất hiện, nên là mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn và các anh chị. Nếu mà trong cái thời gian mà các anh chị khi mà các anh chị mà có vệ sinh rum ha, thì mình nghĩ là các anh chị nên vệ sinh luôn cái bộ phận chổi này, tại vì khi bộ phận chổi là lâu ngày, chắc chắn chạy lâu ngày thì trong đây lúc nào nó có mực, nó có mực, mà nếu không chúng ta không vệ sinh thì nó sẽ bị đóng cứng cái chổi và nó sẽ gây xước cái rum như cái hiện tượng của mình á. Nên do đó là khi các anh chị thay thì các anh chị nên thay lên khi mà đụng tới cái bộ phận rum ha, ví dụ như bộ phận nào cũng vậy, khi chúng ta thay đi thì chúng ta phải coi thử là những cái vật dụng đã thay lâu chưa. Ví dụ như có những nhiều anh chị là khi chạy là nó bị bóng chữ, tức là cái chữ này nó in vô xong nó có thêm một lớp chữ ở phía sau nữa, thì cái dao gạt này chạy lâu ngày nó bị yếu đi, nó không có gạt được nữa, nó không còn cái độ cứng mà để nó gạt sạch những cái mực đó nữa, thì nó sẽ có hiện tượng đó ha. Do đó khi mà thay cái rum mới, khi mà các anh chị có ý định, xin lỗi các anh chị, ngoài đây là cái khu đường
gần đường nên là rất là nhiều tiếng ồn ha. Khi mà các anh chị đã thay rum thì các anh chị nên thay luôn cái gạt mới, thì ra cái gạt mới này nó cũng không bao nhiêu tiền hết ha, gạt mới không bao nhiêu tiền hết thì mình cũng thay luôn. Cái rum của mình là cái rum đắt tiền, cái rum của mình nó tính ra có 1 triệu mấy, 1 triệu tư thì nó sẽ đắt tiền hơn. Do đó là khi mà mình thay rum thì mình sẽ thay gạt luôn, mình đảm bảo được là cái rum với gạt mới thì nó sẽ hoạt động tốt hơn. Có nhiều lúc mình tiết cái gạt khi mình thay cái rum vô rồi, nhưng mà chạy một khoảng một thời gian nữa thôi thì là cái gạt nó bị yếu là nó gây ra cái hiện tượng bóng chữ hoặc là một số cái vấn đề gì đó về rum, thì mình cứ tưởng là rum ha. Do đó là mình thay một lần thay gạt luôn. Nhưng mà điều quan trọng mình muốn nói ở video này là khi mà các anh chị thay, khi động tới bộ phận này, khi các chị lấy ra thì các chị làm vệ sinh luôn cái chổi này ha, vệ sinh luôn cái chổi lau, cái chổi lau rum ha, để cho nó khỏi bị đóng cục và nó gây hiện tượng xước trong hiện tượng của mình ha. Rồi, video này chỉ có một chút kinh nghiệm chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị thôi. Hy vọng là khi các anh chị động tới bộ phận nào thì các anh chị luôn coi thử những cái vật liệu linh kiện mình đã thay lâu chưa. Nếu thay lâu rồi thì ta tiến hành thay luôn ha. Rồi, video xin kết thúc ở đây ha. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn ở video sau. Chúc các anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc của mình. Rồi, bye bye ha.